Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 21 tháng 10, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn thêm một số thông tin mới liên quan tới hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản. Trong quá trình khai thác các báo cáo hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vừa qua chúng tôi đã phát hiện một số thông tin khá hay ho liên quan tới cái tên P-3C Orion đầy nhức nhối đối với Hải quân Nhân dân Việt Nam suốt một thập kỷ. Tôi còn nhớ, giữa tháng 4 năm 2013, tạp chí quốc phòng Jane Defense có trụ sở tại London, Vương quốc Anh dẫn lời một quan chức thuộc tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ có nói về việc Việt Nam bày tỏ mong muốn sở hữu máy bay tuần tra hải quân P-3C Orion. Bất chấp việc, vào thời điểm năm 2013, Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, mặc dù vậy, việc quan hệ hai nước cải thiện theo chiều hướng tích cực, hợp tác an ninh mở rộng là cơ sở cho niềm tin này. Đến năm 2016, khi chính quyền Tổng thống Obama chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, câu chuyện này một lần nữa nổi lên vì điều kiện cần và đủ đã có. Dẫu vậy, việc Việt Nam mới được dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là một điều nhạy cảm, rất khó để chính giới Mỹ chấp nhận việc chuyển giao vũ khí hiện đại. Tưởng như mọi việc đi vào bế tắc, thì năm 2017 nổi lên thông tin Nhật Bản có thể cung cấp cho Việt Nam, Malaysia các máy bay P-3C Orion đã qua sử dụng, khi quốc gia này bắt đầu loại bỏ P-3C để thay bằng dòng máy bay trinh sát chống ngầm nội địa P-1. Chỉ cần có sự đồng ý từ Mỹ, Nhật Bản có thể chuyển giao ngay lập tức với phụ tùng kèm theo khi mà Tokyo là một trong các bên được cấp giấy phép sản xuất trong nước. Dù vậy, một lần nữa và cho tới nay, câu chuyện P-3C Orion vẫn là chuyện tán gẫu với nhau, chưa có bất cứ mong muốn nào trở thành hiện thực. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Liệu có phải nguyên nhân từ Mỹ hay là Việt Nam hay là một lý do khách quan nào đó? Những lý giải cụ thể cho các thương vụ vũ khí tiềm năng của Việt Nam với thế giới có thể sẽ không bao giờ có một câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, trong câu chuyện với chiếc P-3C Orion từ Nhật Bản, chúng tôi mới đây đã tìm được một trong những lý giải cho chuyện này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, kể từ khi quan hệ hai nước được nâng lên thành đối tác chiến lược vào năm 2014, Việt Nam và Nhật Bản đã tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh hàng hải. Năm 2015, Việt Nam đã nhận bàn giao 6 tàu đánh cá đã qua sử dụng với tổng trị giá 4,6 triệu đô để phục vụ việc đảm bảo an ninh biển. Các tàu đánh cá vỏ thép của Nhật Bản đã được trang bị cho kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam để phục vụ tuần tra trinh sát. Tháng 10 năm 2020, Nhật Bản thông báo họ đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu công nghệ và vũ khí đến Việt Nam, nhưng chi tiết thỏa thuận không được công bố, chỉ biết rằng thời gian qua, hai nước tập trung vào an ninh hàng hải với việc Nhật Bản đề nghị cung cấp tàu tuần tra, radar và thiết bị giám sát, thiết bị liên lạc. Vào tháng 7 năm 2020, cơ quan hợp tác Nhật Bản JICA đã đồng ý cung cấp gói vay ODA cho Việt Nam trị giá 349 triệu đô để chúng ta mua 6 tàu tuần tra 1.500 tấn. Đặc biệt, phần này các bạn phải nghe kỹ. Việt Nam đã bày tỏ mong muốn mua một vài máy bay tuần tra chống ngầm P-3C Orion từ Nhật Bản. Mặc dù vậy, Tokyo có vẻ lưỡng lự và muốn cung cấp cho Việt Nam các máy bay trinh sát chống ngầm Kawasaki P-1 tiên tiến hơn được sản xuất hoàn toàn theo công nghệ của Nhật Bản. Ý đồ của Nhật Bản là thông qua việc cung cấp P-1 sẽ góp phần giúp Nhật Bản tiến nhanh vào thị trường vũ khí thế giới sau nhiều năm tự phong tỏa chính mình vì các vấn đề của lịch sử và quan hệ với Mỹ. Rất tiếc, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã không tìm ra được bất cứ sự tiến bộ nào trong thương vụ tiềm năng này. Như vậy, ngắn gọn, dễ hiểu, chúng tôi có thể khẳng định Việt Nam đã bày tỏ mong muốn sở hữu P-3C Orion từ lâu, từ Mỹ và kể cả từ Nhật Bản, nhưng vì lý do nào đó, tới nay, điều này không thành hiện thực. Mỹ thì không rõ ràng, có thể là vì vấn đề chính trị cũng như điều kiện trao đổi, còn về phía Nhật Bản, họ có lẽ có một tính toán khác. Đó là cung cấp dòng máy bay mới của họ để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng của chính họ. Hoặc cũng có thể, Nhật Bản vẫn đồng ý cung cấp P-3C Orion hàng cũ, thậm chí là miễn phí cho chúng ta, nhưng họ yêu cầu ta mua kèm thêm P-1 để sử dụng. Ví dụ, tỷ lệ có thể nhận là 3 P-3C miễn phí và mua thêm 3 P-1 để sử dụng. Không loại trừ khả năng, đây có thể là một trong những nút thắt của vấn đề. Nhưng thế cũng tốt chứ sao, họ sẵn sàng bán, ta sẵn sàng mua, đó là một thương vụ tốt đẹp, tại sao không? Nếu mọi việc diễn tiến theo đúng những gì kênh dự đoán, có lẽ vấn đề này liên quan nhiều tới cái giá và dịch vụ hậu cần. Mỗi chiếc Kawasaki P-1 có giá trung bình khoảng 140 đến 160 triệu đô vào năm 2015. Con số chính xác sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ như tổng số lượng đơn hàng, mua càng ít thì càng tăng. Mà cái giá này còn chưa tính tới chi phí vũ khí trang bị, khí tài gắn ngoài theo kèm, cũng như phụ tùng, linh kiện, đảm bảo việc hoạt động. Tất nhiên, đắt sắt ra miếng, mặc dù chưa trải qua thực chiến, một điều đang trở thành tiêu chuẩn trong con mắt của nhiều người khi lâu lắm rồi mới phải chứng kiến một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa một cường quốc quân sự với một quốc gia yếu hơn. Nhưng xin đừng mong cái điều đó trở thành một tiêu chuẩn,
Chúng tôi chân thành khuyên những người đang có ý nghĩ như vậy. Các bạn muốn ngày tận thế tới sớm thế sao? Các bạn không yêu đời à mà cứ phải sản xuất vũ khí mới là yêu cầu phải thực chiến mới đáng tin cậy, mới nên mua. Không, các bạn ơi, từ trước tới nay, người ta sản xuất vũ khí trang bị xong xuôi, bước tiếp theo là thử nghiệm với các điều kiện ở thao trường, với các biện pháp an toàn nhất và chứng minh độ tin cậy trong quá trình hoạt động ở các quốc gia. Họ có những tiêu chuẩn cụ thể cho vấn đề này. Thế nên, F-22 vẫn là vũ khí hiện đại dù chưa trải qua nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, nhiệm vụ chính mà chúng được thiết kế, cũng như Sukhoi Su-57 thôi. Chúng vẫn là những chiến đấu cơ mang tiêu chuẩn của thế hệ 5. Mà kể cả có bị bắn hỏng đi nữa, chúng vẫn sẽ được gọi là hiện đại vì chiến tranh sẽ góp phần giúp người ta hoàn thiện những điều mà thử nghiệm không thể giúp hết được. Xin lỗi là tính tôi có cái tật hay lăn man nhưng mà tôi nghĩ là các thông tin này cần thiết khi chúng ta đặt cái từ hiện đại lên bất cứ vũ khí nào mà Kawasaki P-1 là một điển hình. Hầu như các chuyên gia quân sự quốc tế đến nay đều công nhận P-1 là một trong các dòng máy bay trinh sát chống ngầm hiện đại nhất, áp dụng hàng loạt các giải pháp công nghệ mới lần đầu tiên trên thế giới. Ví dụ như lần đầu tiên, có một dòng máy bay được trang bị hệ thống kiểm soát bay quang học thay cho điều khiển điện tử bởi nó có thể truyền dữ liệu ở các tốc độ lớn hơn và khả năng hoạt động ổn định không bị tác động điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, các dây cáp chỉ được thay thế từ dây điện thành cáp quang, dữ liệu do phần mềm xử lý và từ thiết bị điều khiển thu nhận vẫn như cũ. Được tập đoàn Kawasaki chủ trì phát triển từ đầu thập niên 2000, P-1 bay thử lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2007 với 4 động cơ turbofan F-710, được thiết kế đặt dưới cánh máy bay. Việc 4 động cơ đặt dưới cánh dẫn tới cấu hình bay có khả năng cơ động, ổn định tốt hơn ở tốc độ thấp, bay ở độ cao thấp và có thể hoạt động khi một động cơ bị hỏng. Cùng với đó là khả năng sống sót cao hơn, động cơ vòng tua cao cung cấp khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. So với P-3C, P-1 giảm thời gian di chuyển từ căn cứ ra khu vực tuần tra trinh sát, trong khi giảm tiếng ồn khiến các hệ thống trinh sát trên tàu ngầm khó phát hiện ra nó. Theo nhà sản xuất, với trọng lượng cất cánh tối đa 79,7 tấn, P-1 đạt tốc độ bay tối đa 996 km/h, tốc độ hành trình tiết kiệm 833 km/h, tầm bay cực đại 8.000 km, tầm bay chiến đấu 2.500 km, trần bay 13.520 m. So với dòng P-3 với 4 động cơ tuabin cánh quạt, tốc độ tối đa là 761 km/h, tầm bay chiến đấu 2.400 km. Nhưng điều quan trọng, P-1 là hàng sản xuất mới, trong khi P-3 vẫn là hàng đã qua sử dụng. Dĩ nhiên, người ta đảm bảo độ tin cậy và thời gian sử dụng của nó thừa sức đủ. Các dòng máy bay này rất khó gặp sự cố nghiêm trọng khi có tới 4 động cơ. Lại nói về hệ thống điện tử trên P-1, người Nhật dĩ nhiên không để nó thua ông già P-3 khi trang bị các cảm biến mới nhất bao gồm radar mạng pha điện tử chủ động Toshiba HPS-106 với 3 anten cung cấp phạm vi quan sát 240 độ, hệ thống trinh sát hồng ngoại Fujitsu HAQ-2 để trinh sát bề mặt, máy đo từ tính dị thường do CIA thiết kế lắp ở đuôi cung cấp phao thủy âm phải mua kèm để lắp lên máy bay, và một hệ thống trinh sát thủy âm bí mật. Đặc biệt, sẽ có hệ thống trí thông minh nhân tạo hỗ trợ nhiệm vụ của Hoa Tiêu chiến thuật. Hệ thống này giúp Hoa Tiêu tính toán đường bay tối ưu để thực hiện chiến dịch tấn công. Khoang chứa vũ khí trong thân của P-1 với 8 điểm treo, kết hợp với 8 điểm treo ở trên cánh, cho phép mang tổng cộng 9 tấn bom đạn các loại. Không chỉ có vũ khí chống ngầm, bao gồm ngư lôi, bom chìm, mà còn các hệ thống vũ khí chống tàu mặt nước, bao gồm tên lửa hành trình, do Mỹ và Nhật Bản sản xuất. Nhìn chung, các trang bị trên P-1 tới nay vẫn là bí mật. Các thông tin trên chỉ là cái tên, cụ thể hơn thì hầu như không có tài liệu nào công bố. Thực ra, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, vũ khí nội địa của Nhật Bản luôn phủ một bức màn tối đen như mực, hầu như không ai nắm chính xác, tham số cũng như tính năng đặc biệt của vũ khí Nhật Bản. Lý do là vì quy định trong hiến pháp của Nhật Bản về tổ chức lực lượng vũ trang, hay nói một cách dân dã, người Mỹ thực sự không mong muốn đế quốc năm xưa trỗi dậy một chút nào. Thành ra, suốt một thời gian dài, với việc không được phép xuất khẩu, hầu như chẳng mấy ai quan tâm tới vũ khí Nhật Bản, thay vào đó là các thành tựu công nghệ ô tô, máy tính, điện gia dụng, chắc khỏi cần phải kể. Điểm này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi là tính bí mật về trang thiết bị quốc phòng, một trong các yếu tố sống còn trên chiến trường, chứa đựng sự bất ngờ đối với đối phương. Nhưng hại là, khi được phép xuất khẩu, chẳng ai biết vũ khí Nhật Bản có hơn Mỹ, Nga hay Trung Quốc hay không, rất là khó nói. Chỉ biết rằng, với dòng P-1, Tokyo đã đưa nó tấn công thị trường Tây Âu, sân nhà của Mỹ, hai khách hàng tiềm năng là Đức và Vương quốc Anh. Rất tiếc, ở Đức thì chúng không nhận được giấy tờ chứng nhận cần thiết, còn ở Anh thì có vẻ người Mỹ đã chơi đều đồng minh. Rốt cuộc, Anh đã chọn P-8 Poseidon do Mỹ cung cấp, bất chấp các tuyên bố níu kéo của Nhật Bản rằng tuy P-1 đắt hơn nhưng nó hiện đại hơn P-8. Thực ra, muốn chơi xấu thì cũng dễ thôi, vì P-1 vẫn phải sử dụng một số công nghệ phụ từ Mỹ. Do đó, ở các sân chơi như Vương quốc Anh, đồng minh số 1 của Mỹ, thật khó cho P-1, kể cả họ có hạ giá bán. Nhưng ở Việt Nam hay các quốc gia có mối quan hệ vừa phải với Mỹ, câu chuyện P-1 lại được hiểu theo một nghĩa khác. Mỹ có thể không muốn báo một chiếc P-3, nhưng họ sẵn sàng chấp thuận để ai đó cung cấp một giải pháp thay thế
với chút phụ tùng của họ trên nó. Câu chuyện về chiếc L-39NG thế kỷ 21 là một ví dụ điển hình. Điều đó cũng giúp giới chính trị Mỹ ăn nói dễ dàng hơn với các phe phái bảo thủ trong bộ máy chính quyền. Thế nhưng, với cái giá lên tới 160 triệu đô một chiếc P-1, thực sự là thách thức quá lớn với các quốc gia có ngân sách quốc phòng eo hẹp. Mua máy bay thì không ai mua một chiếc, ít nhất phải mua 2 đến 3 chiếc mới bỏ công. Tổng giá trị máy bay trần lên tới gần 500 triệu đô, quá khủng khiếp. Đó là còn chưa tính tới câu chuyện phụ tùng linh kiện, vũ khí theo kèm. Ôi chào, giá trị cho 3 chiếc kèm các phụ phí đã tính có khi bằng 2 chiếc tàu ngầm tấn công kilo. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, giá một chiếc P-3C Orion đã qua sử dụng có giá khoảng 36 triệu đô một chiếc, dĩ nhiên là chưa tính tới các phần phụ. Thực ra, kể cả đường miễn phí, vẫn sẽ phải mất một ngân sách nhỏ để bên cung cấp tân trang máy bay trước khi chuyển giao, nhưng nó ít hơn nhiều so với mua máy bay mới tinh. Dẫu vậy, từ đó tới nay, một thập kỷ đã qua, chưa có chuyện gì xảy ra, P-3C vẫn là một trong những cái tên xếp trên giá tiềm năng. Không quân hải quân Việt Nam đã có máy bay cánh bằng như là dòng thủy phi cơ hạng nhẹ với vai trò trinh sát cứu hộ cứu nạn cùng trực thăng. Một dòng máy bay tuần tra chống ngầm tầm xa có thể lượn 3 vòng trên lộ trình Cam Ranh Trường Sa trong vòng 7-8 tiếng vẫn là một câu chuyện tán gẫu. Trên đây là những gì mà chúng tôi suy nghĩ về câu chuyện máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa và không quân hải quân Việt Nam. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ những điều các bạn biết về chúng tôi để câu chuyện ngày hôm nay thật bổ ích.